Thứ quý giá mà chúng ta vẫn luôn có là niềm hạnh phúc nơi gia đình, chốn phồn hoa nhưng vất vả vẫn từng giây từng phút vầy lấy tâm trí không tha, chỉ muốn mau mau được trở về với mái nhà của tuổi thơ, được mẹ và ba nâng niu lo lắng, vứt hết những phiền muộn, chẳng cần quan tâm những rắc rối, giờ chẳng có gì tuyệt vời hơn, cả nhà cùng bên nhau say đắm sức khỏe cho gia đình, từng người thân yêu được chăm sóc. Yêu lắm, thương lắm, vui lắm mà lo lắm. Gia đình, sức khỏe gia đình. Không khó, đừng lo, rất dễ để chăm sóc. Mẹ cười, ba cười, ông cười, bà cười. Na 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 na. Đi ra đường thì mưa nắng luân phiên, ông hay cảm, bà lại ho, thêm cháu nhỏ thì sụt sùi bệnh miết, ăn uống bình thường sao đủ chất, cần phải tìm ngay nguồn dinh dưỡng bổ sung. Aha, nhiều email đã đưa ra giải pháp bảo vệ 24 giờ với kháng thể IgG, với bộ ba hoàn hảo chứa thành phần sữa non, lắc 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 cho ngày tràn năng lượng, nói Advali Bit Life Life, uống một viên tăng cường kháng thể cho ngày dài năng động với Immunfor, thêm một viên sẽ nâng cao đề kháng, còn chờ gì nữa dùng ngay Colostrum, một lắc hay uống bảo vệ gia đình. Ngày qua ta nhận ra thứ quý giá mà chúng ta vẫn luôn có là niềm hạnh phúc nơi gia đình, chốn phồn hoa nhưng vất vả vẫn từng giây từng phút vầy lấy tâm trí không tha,
chỉ muốn mau mau được trở về. Gia đình sức khỏe gia đình không khó đừng lo, rất dễ để chăm sóc. Mẹ cười ba cười ông cười bà cười. Tràn năng lượng với Alpha Life, uống một viên tăng cường kháng thể cho người dài năng động với Immunfor. Thêm một viên sẽ nâng cao đề kháng, còn chờ gì nữa, dùng ngay Cluster. Một lát hay uống bảo vệ gia đình. Ước mơ mong muốn nhất thời điểm hiện tại đó là mình có một cuộc sống tự do về thời gian, hạnh phúc và con được học trong một môi trường tốt nhất. Có thể trở thành một người thành đạt để có thể chủ động kinh tế cho bản thân và cũng như là báo hiếu gia đình. Mong muốn là mình có thể giúp được nhiều người có sức khỏe. Thế nên là khi mà mình lớn lên thì mình đã gắn bó với ngành y. Cái mong muốn lớn nhất của mình năm nay là 66 tuổi rồi, có một sức khỏe tốt. Trước đây mình vẫn quan niệm ấy, chỉ có thuốc để về có thể là giúp cho nhiều người có sức khỏe tốt. Nhưng mà mình đã thay đổi suy nghĩ từ khi mà chính hai con của mình ấy đều gặp vấn đề mà khi sử dụng sản phẩm ấy, là hai bạn đều đạt cái sức khỏe. Thế đến lúc đấy mình mới biết là dinh dưỡng quan trọng như thế nào đối với sức khỏe. Mình đã báo hiếu được cho mẹ, cho bố mẹ và con mình cũng có một cuộc sống và điều kiện để cho con học tốt hơn. Và mình cũng đã mua được xe để đưa con, chở con đi học. Khi em làm New May, không chỉ là về gia đình mình được hạnh phúc mà còn là em bản thân mình giúp đỡ được nhiều người, nhiều các cô bác, các anh chị có sức khỏe tốt và thay đổi được cuộc sống. Rất yêu thích thật sự đến giờ là không thể tưởng tượng được. Đó là cái giá trị sức khỏe. Cái động lực của mình lớn nhất là mình đi giúp được rất là nhiều người. Mình đã giúp được nhiều người có sức khỏe tốt, cuộc sống được thay đổi. Đó là cái khát khao của mình. Xin chào cả nhà, đây là gia đình Alpha của em. Xin chào. Xin chào. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Phùng Kim Anh và em đang sinh sống ở quê hương Ba Vì, Hà Nội. Em xin giới thiệu cả nhà, đây là bố mẹ em và bác cả nhà em. Bên đây là chồng em và các con nhà em. Em rất là vui được làm quen với cả nhà. Em bước vào với New May thì em được rất nhiều cái giá trị. Cái giá trị thứ nhất là sức khỏe gia đình nhà em được cải thiện, được thay đổi một cách rất là tuyệt vời. Cái giá trị thứ hai đó là có lương thụ động để lo cho con cái, lo cho gia đình tốt hơn. Và cái giá trị thứ ba đó là được đưa bố mẹ đi du lịch đây đó được. Khi mà đến với New May thì tôi thay đổi rất là nhiều. Trước đây tôi là một cô bé rất là nhút nhát, không có tự tin. Nhưng mà đến với New May, tôi được tự tin đứng trước đám đông để chia sẻ với mọi người. Và cái thứ hai là tôi được học về cách quản trị hệ thống, cách quản trị chính cái bản thân mình và quản trị thời gian để có thời gian cho gia đình nhà mình tốt hơn. Thì trước đây tôi là một người lính trong quân đội đã chiến đấu ở thời gian Trung Mỹ, đã bị thương cuộc sống. Sau khi được con gái tôi nó mang cái sản phẩm này về, tôi uống tôi thấy nó cuộc sống nó rất là đảm bảo. Đấy, và tôi thấy nó cũng khỏe lên. Thế từ nấu với tôi cứ uống liên tục hàng năm. Năm nay tôi uống năm nay đã 3 năm rồi. Tôi thấy sức khỏe tôi chưa bao giờ biết tới bệnh viện như thế nào cả. Thế cho nên là tôi cảm thấy cái sản phẩm của New May Việt Nam này nó rất là tốt. Cho nên tôi dùng và tôi bảo nhà tôi dùng. Đấy, và các cháu cũng dùng nữa.
Thế là cả nhà tôi dùng, tôi đem thấy cái sức khỏe gia đình thế nó rất là đảm bảo. Trước kia mẹ làm bánh thì con có phải phụ mẹ nhiều, còn bây giờ mẹ làm với công ty như mây thì con không cần phải làm như trước kia để thời gian dành cho học tập ạ. Và cũng có nhiều lúc mẹ cho con đi làm cùng mẹ, cũng có nhiều cô chú và anh chị yêu thương chúng con ạ. Con rất ngưỡng mộ mẹ và con muốn làm công việc của mẹ trong tương lai ạ. Là tôi cũng định hướng cho con cái mình sau này đủ 18 tuổi trở lên thì sẽ định hướng cho các cháu vào với New May. Cái thứ nhất là phát triển bản thân, cái thứ hai là học được những kỹ năng ở trong môi trường New May để cho con biết cách quản trị hệ thống sau này và cho con được học những cái giá trị New May đem đến. Như trước đây tôi là người đã được nhận. Kết nối vườn xa, các nhà phân phối, tinh thần an phá, khỏe và cân đối, chấn hương sức khỏe, dân tộc Việt Nam, giúp đỡ cộng đồng, nâng cao miễn dịch, let's get it now. Những sự giảm bằng trách nhiệm lớn lao, hướng mọi người đến giá trị tốt đây. Giúp sức khỏe của cộng đồng nâng cao, từ tinh thần cho đến thể chất. Thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, chăm sóc cho sức khỏe của mình đi, kiến tạo giá trị sống vì cả hệ thống, xây dựng cộng đồng trên con đường mà mình đi. Không cho phép điều gì được cản chân, trở thành hình ảnh mới ta tạo ra cho bản thân. Tăng tốc thật nhanh, tiến về phía trước, vì sức khỏe cộng đồng, tinh thần an và tiến bước. Những sứ giả tiên phong tuyến đầu, ngày hôm nay sẽ cùng nhau bước lên chung một chuyến tàu, mang sứ mệnh cao cả, mang tên lan tỏa, good vibe trước khi cửa tàu đóng lại và rồi tất cả vút bay, let's go. Kết nối vươn xa, các nhà phân phối, tinh thần an phá, khỏe và cân đối, chấn hương sức khỏe, dân tộc Việt Nam, giúp đỡ cộng đồng, nâng cao miễn dịch, let's get it now. Alpha lipid is the lifeline. Ultra colossum, I feel that fine. Alpha colostrum, awesome. Burning on the stage like I'm last fire. Ta cùng nhau kết nối và vươn xa. We stay strong and we stay healthy. Trong tim ta là tinh thần an pha. New image, are you ready? Kết nối vươn xa. Các nhà phân phối, tinh thần an pha. Khỏe và cân đối, chấn hưng sức khỏe. Dân tộc Việt Nam, giúp đỡ cộng đồng, nâng cao miễn dịch, let's get it now. Kết nối vươn xa, các nhà phân phối, tinh thần an phá, khỏe và cân đối, chấn hưng sức khỏe, dân tộc Việt Nam, giúp đỡ cộng đồng, nâng cao miễn dịch, let's get it now. Đầu tiên cho phép em Tú xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả anh chị nhà phân phối đang đón xem chương trình buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề xây dựng niềm tin, thành công bền vững. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Lương Ngọc Tú, hiện nay đang là chuyên viên kinh doanh miền Bắc của New May Việt Nam. Và rất may mắn cho em Tú ngày hôm nay khi có cơ hội ngồi đây là một người dẫn dắt, là một người kết nối những cái vị khách mời sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy những cái vị khách mời đó là ai thì em xin phép được giới thiệu. Đầu tiên, Chánh Văn phòng Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam, luật sư Võ Đan Mạch. Xin phép được giới thiệu Giám đốc 5 sao vàng, thủ lĩnh Bùi Văn Xuân, người đang ngồi cạnh tôi đây. Xin phép được giới thiệu Giám đốc 5 sao vàng, thủ lĩnh Hồ Thị Cẩm Loan. Và kính thưa các anh chị nhà phân phối, xuyên suốt buổi tọa đàm ngày hôm nay, nếu mà các anh chị có những cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho công ty thì hãy để lại ở dưới phần bình luận.
Và kết thúc buổi họp ngày hôm nay, chúng ta sẽ có phần giải đáp thắc mắc đến từ các vị trí các thủ lĩnh 5 sao vàng. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Kính thưa các anh chị nhà phân phối của New May, chúng ta đang có một công ty, chúng ta đang làm trong một công ty có doanh số tăng trưởng vượt bậc qua từng tháng và từng năm. Chúng ta đang có một hệ thống các nhà phân phối đang hoạt động rất là tốt, đúng không ạ? Và cái số lượng người biết tới Alpha Lipid và sử dụng Alpha Lipid ngày một tăng, đúng không anh chị? Có thể nói rằng chúng ta phải tự tin rằng New May chúng ta đã có một sản phẩm tốt, một sản phẩm ưu việt, và đã có rất nhiều các nhiều anh chị nhà phân phối hiện tại đã và đang thử sức kinh doanh cùng New May. Tuy nhiên đi song hành cùng với sự tăng trưởng và phát triển đó thì đã xảy ra một số cái trường hợp là có một số anh chị khi mà chúng ta chưa nắm bắt được cái cơ hội, khi mà các anh chị chúng ta chưa nắm bắt được cái tiềm năng của cái công việc này thì xảy ra một số các hành vi, xảy ra một số các hoạt động có thể nói là chưa đạt chuẩn mực lắm đối với trách nhiệm của một nhà phân phối. Vậy thì những cái hoạt động được coi là chưa chuẩn mực lắm vừa rồi như em Tú đã chia sẻ là gì, thì sau đây để trả lời cho câu hỏi này thì em xin phép được mời luật sư Võ Đan Mạch, hiện tại đang là tránh văn phòng của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam, có thể giúp em Tú trả lời câu hỏi này. Xin được kết nối tới luật sư Võ Đan Mạch và xin mời ông. Đầu tiên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các nhà phân phối của công ty Niêm Yết Việt Nam. Thì hôm nay trong cái chương trình nói chuyện về cái vấn đề bán phá giá của công ty New Made nói riêng cũng như là cái ngành bán hàng đa cấp, thì cái việc mà bán phá giá thì nó đang và diễn ra hầu như ở hầu hết các công ty bán hàng đa cấp. Đối với những cái doanh nghiệp mà có doanh số lớn đứng top đầu của thị trường thì những cái biểu hiện về bán phá giá thì đã được nhận thấy, cho nên trong thời gian xây dựng quy định pháp luật thì Bộ Công Thương cũng đã đưa vào trong cái quy định của Nghị định 40 là ở cái phần trách nhiệm của doanh nghiệp là xây dựng bảng giá, công bố bảng giá, thông báo bảng giá với cơ quan nhà nước và phải tuân thủ cái giá bán mà mình đã công bố. Như vậy thì đối với cái việc mà bán hàng đa cấp thì một cái điều mà tất cả chúng ta đều phải tuân thủ, đó là từ góc độ doanh nghiệp và góc độ người tham gia, là phải bán đúng theo giá đã quy định thì chúng ta mới được nhận cái hoa hồng một cách hợp pháp. Về chất những cái biểu hiện mà chúng ta thường thấy trong cái việc bán phá giá nó sẽ như sau. Thì cái việc này trong quy tắc hoạt động của Niêm yết Việt Nam cũng đã quy định rất là rõ, và gồm đến 5 đến 6 cái biểu hiện. Thì cái biểu hiện đầu tiên là bán không đúng giá quy định dành cho nhà phân phối. Ví dụ chúng ta có một sản phẩm quy định là 1,5 triệu, thì khi chúng ta mua xong với giá của công ty thì chúng ta bán lại ra thị trường với giá 1,2 triệu, 1,8 triệu, nói chung là bán cao hơn hoặc thấp hơn giá mà công ty đưa ra, thì đây là hành vi bán phá giá. Thứ hai là gì? Chúng ta đưa sản phẩm tặng cho người tiêu dùng mà không lấy tiền, đó cũng là hành vi bán phá giá. Thứ ba là chúng ta bán sản phẩm và kèm theo chương trình khuyến mãi không được đăng ký, không được công ty cho phép và không nằm trong chính sách của công ty. Thứ tư là chúng ta bán sản phẩm kèm theo tặng phẩm có giá trị quy đổi ra thành tiền, cũng là một hình thức bán phá giá mà nó không nằm trong chính sách của công ty. Đồng thời chúng ta đăng ký gửi hàng bán trên các trang thương mại điện tử với cái giá thấp hơn giá quy định, thì đó là những cái hành vi bán phá giá. Và chung quy lại là người tham gia bán hàng đa cấp mua sản phẩm của công ty với điều kiện yêu cầu là bán đúng giá quy định, tuy nhiên chúng ta không thực hiện đúng cái quy định này và chúng ta bán cái giá khác so với giá của công ty bằng nhiều hình thức khác nhau, đó được xem là hành vi bán phá giá và nó vi phạm chính sách của công ty và vi phạm cái quy định của Nghị định 40 và sẽ bị xử lý. Cảm ơn luật sư Võ Đan Mạch đã cho các nhà phân phối của New May thấy được các hành vi, có thấy được các hoạt động được coi là chưa chuẩn mực đối với trách nhiệm của một nhà phân phối khi tham gia cùng với cả New May. Vậy thì
tiếp nối đến để trả lời cho cái câu hỏi, vậy thì hậu quả để lại cho những cái hành vi chưa được chuẩn mực này là gì? Thì xin mời ông có thể trả lời tiếp cái câu hỏi này cho nhà phân phối của New May được biết được hay không ạ? Xin kính mời ông ạ. Đối với cái việc bán phá giá này thì nó để lại cái hệ lụy cũng rất lớn. Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta không tuân thủ pháp luật. Như vậy thì cách nhìn của cơ quan quản lý cũng như là những cái đối tác khách hàng nhìn vào sẽ đánh giá chúng ta về độ tuân thủ là không có. Ví dụ như là trong quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp thì doanh nghiệp lúc nào cũng tuân thủ là xây dựng cái bảng giá và yêu cầu người tham gia phải tuân thủ cái giá bán. Và ở trong điều 41 quy định về trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp là phải tuyên truyền và cung cấp thông tin một cách chính xác về kế hoạch trả thưởng cũng như là hàng hóa. Như vậy nếu chúng ta bán hàng với cái giá không chính xác thì cũng khác nào chúng ta đang cung cấp một cái thông tin không chính xác đến với người tiêu dùng và người ta hoàn toàn có thể so sánh. Như vậy chúng ta đang làm cho giá trị của sản phẩm chúng ta thấp đi và người tiêu dùng có thể suy diễn rằng trên thị trường đang tồn tại những cái dòng sản phẩm kém chất lượng, những sản phẩm giả mang nhãn hiệu mà chúng ta đang phân phối. Như vậy độ tin cậy của khách hàng rất là thấp. Và từ cái hoạt động bán không đúng giá thì chúng ta sẽ có những cái phản ánh nhiều chiều từ phía người tiêu dùng, từ phía những nhà phân phối đang tuân thủ một cách nghiêm túc chính sách của công ty, và sẽ có phản ánh của cơ quan truyền thông. Thì lúc đó cái uy tín của doanh nghiệp mình nó hạ xuống và cơ quan quản lý nhà nước sẽ không có cái nhìn thiện cảm cũng như việc đánh giá về cái độ tuân thủ của doanh nghiệp. Và một cái hệ lụy trực tiếp là gì? Những người bán phá giá sẽ bị xử lý bằng hình thức là chấm dứt hợp đồng. Như vậy các anh chị thấy rằng cái việc bán phá giá đó nó có lợi nhưng nó có hại lớn hơn. Và cái lợi đó chỉ là cái lợi ở một cái thời điểm chúng ta chưa xem xét một cách thận trọng và chúng ta thực hiện một cách là ở đây chúng tôi đánh giá đây là một cái việc mà không cân nhắc của một số lượng nhỏ những người tham gia, và nó tạo ra một cái hệ lụy xấu cho tuyến dưới, cho những tuyến khác. Do vậy khi mà các chị bất chấp cái rủi ro để mà bán phá giá thì các chị chỉ thu lại được cái rủi ro mà nó không mang lại cái lợi ích lâu dài. Công ty hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng, chấm dứt tư cách nhà phân phối, hủy bỏ mã số. Như vậy toàn bộ cái quá trình xây dựng cái hoa hồng mà các chị nhận được hàng tháng có thể là trăm triệu, có thể là cả tỷ, nhưng mà trong một thời điểm nào đó mà công ty quyết định xử lý thì các chị buộc phải chấm dứt hoạt động. Cái này đã quy định rất rõ trong quy định pháp luật và trong quy tắc hoạt động của New Make Việt Nam. Do đó đối với một người đã từng xử lý các cái trường hợp bán phá giá, đã từng tham gia rất là nhiều các cái hoạt động để mà chống lại hành vi bán phá giá cũng như tập huấn cho các cái bộ phận bán phá giá của các doanh nghiệp, thì tôi khuyên các chị rằng cái hậu quả mà dẫn đến đối với các chị sẽ lúc đó các chị có hối tiếc cũng rất là muộn. Và đồng thời chúng ta làm cho công ty thì chúng ta phải xây dựng cái hình ảnh cho công ty, xây dựng một cái tấm gương cho những người khác noi theo. Có một số các trường hợp tôi cũng gọi điện hỏi một số thủ lĩnh là có cái giá nào tốt hơn không để tôi mua, tôi sử dụng thôi. Nhưng một điều tuyệt vời là các thủ lĩnh đều giống như là anh Thiện của Niemex là khuyên tôi là hãy làm gương và mua đúng giá, chúng ta sẽ có cái hoa hồng bán lẻ, chúng ta sẽ có chính sách cho cái việc chúng ta thăng cấp. Những cái cấp bậc đó chúng ta đều có những cái ưu đãi và chúng ta làm việc một cách tích cực, tuân thủ chính sách, tuân thủ pháp luật thì chúng ta mới tồn tại bền vững. Và tôi thấy điều đó là việc đó là Niemex đã có những thủ lĩnh như vậy cũng tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta cũng không loại trừ một số các anh chị chưa về mặt tư tưởng cũng chưa có sự chuyển biến tích cực,
Thứ hai là gì? Vì một cái khó khăn nào đó trước mắt thì các anh chị đã thực hiện cái việc bán phá giá. Và thông qua chương trình này thì tôi khuyên các anh chị là hãy nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Và công ty cũng sẽ cho các anh chị cơ hội để chúng ta khắc phục và sẽ xử lý những người nào mà cố tình đi ngược lại chính sách, cố tình gây ra những cái hậu quả, gây ra cái sự bất ổn định và mất uy tín cho công ty DMS. Như đã được biết thì luật sư Võ Đan Mạch đã công tác tại Hiệp hội Bán hàng Đa cấp được khoảng 10 năm. Vậy thì chắc hẳn ông sẽ có các cách nhìn tổng quát này, sẽ có các cách nhìn chi tiết. Vậy thì ông sẽ có một cách nhìn mỹ quan, một cách nhìn như thế nào về cái tình trạng bán hàng phá giá hiện nay? Xin kính mời ông. Trong thời gian năm 2021 này, chúng tôi có rất là nhiều cuộc họp đối với các cái bộ phận pháp chế của các công ty, trong đó có DMS Việt Nam. Thì trong năm 2021 này, DMS cũng là một nhà tài trợ bạch kim đối với Hiệp hội Bán hàng Đa cấp với số tiền rất là lớn. Và chúng tôi sử dụng cái ngân sách này để thực hiện một số các hoạt động xây dựng pháp luật, một số hoạt động mang tính chất tuân thủ, trong đó có dành một số ngân sách cho cái hoạt động xây dựng các cái quy định về ngăn chặn hoạt động bán phá giá. Đầu tiên chúng tôi làm việc với hầu hết các cái kênh mà bán online, ví dụ như là Shopee, Lazada, Sen Đỏ, để chúng tôi yêu cầu rà soát những cái đơn hàng gửi lên bởi những cái cá nhân, trong đó nó có những cái danh mục hàng hóa đang phân phối dưới kênh bán hàng đa cấp và yêu cầu loại bỏ. Đồng thời chúng tôi đang hỗ trợ tích cực cái ban pháp chế của từng doanh nghiệp để làm việc với các đối tác này. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã đưa ra một cái nguyên tắc để chúng ta tuân thủ, và chúng tôi đã làm việc với một số đơn vị như là quản lý thị trường, Sở Thông tin Truyền thông và Bộ Thông tin Truyền thông, cũng như cũng có tham khảo và phản ánh về các hoạt động này đến Bộ Công Thương. Và trong thời gian sắp tới thì cùng với phản ánh rất là mạnh từ phía pháp chế của doanh nghiệp, trong đó có DMS, và sự khiếu nại cũng như là những cái phản ánh từ góc độ của những nhà phân phối tuân thủ, thì chúng tôi thấy rằng nếu mà chúng ta cứ duy trì mà không thực hiện một cách nghiêm túc, xử lý một cách triệt để, thì nó tạo ra sự bất công bằng và dễ sẽ xảy ra xung đột và gãy những cái hệ thống mà chúng ta đang xây dựng, mà những hệ thống đó là những người luôn đi đầu trong việc tuân thủ, người ta sẽ tạo cảm thấy là sự bất công. Cho nên là đối với việc phía Hiệp hội là chúng tôi rất ủng hộ cái việc mà đẩy mạnh cái công tác xử lý đối với việc bán phá giá. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn, ban pháp chế sẽ có những cái quy tắc xử sự và sẽ theo sát cái việc này. Trong trường hợp mà chúng tôi tiếp nhận những cái phản ánh về việc bán phá giá mà đối với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thông báo rõ, nếu như mà không xử lý triệt để đối với nhà phân phối đó thì chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ đó đến cái cơ quan quản lý để xử lý cái nhà phân phối này, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội để chúng ta tiếp tục cái hoạt động kinh doanh của mình, và toàn bộ cái công sức xây dựng trong nhiều năm của chúng ta lúc đó sẽ bị sụp đổ. Và tôi khuyên các anh chị rằng chúng ta dù sao đi nữa thì chúng ta có thu nhập từ doanh nghiệp thì chúng ta phải bảo vệ cái thu nhập của mình. Nói nôm na là chúng ta phải bảo vệ cái đầu cơ của mình. Chúng ta không thể vì một phút bất đồng, vì một phút nông nổi, vì một sự nông cạn mà chúng ta thực hiện cái chính sách sai lệch, để từ đó chúng ta mất hết những cái giá trị mà chúng ta đã xây dựng. Dạ thưa luật sư Võ Đan Mạch, được biết là hiệp hội của chúng ta đã có rất nhiều những cái biện pháp từ trước đến giờ để hỗ trợ các doanh nghiệp LMM giải quyết những cái tình trạng bán hàng phá giá, đúng không ạ? Vậy thì trong thời gian sắp tới, một cái câu hỏi được đặt ra đối với các doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp tại Việt Nam, rằng hiệp hội sẽ có những cái biện pháp, sẽ có những cái giải pháp nào để hỗ trợ, thì ông có thể trả lời giúp các nhà phân phối được hay không? Thì đối với cái giải pháp mà chúng tôi sẽ thực hiện cùng với hội viên để ngăn chặn và xóa bỏ cũng như là đẩy lùi và chấm dứt cái tình trạng bán phá giá trong cái hoạt động bán hàng đa cấp, thì chúng tôi sẽ tăng cường cái việc là tập huấn cũng như là hướng dẫn cho các bộ phận pháp chế
của doanh nghiệp Bắc Hà đa cấp trong việc là phát hiện, xử lý, lập biên bản và giải quyết việc chấm dứt hợp đồng đối với những người mà đã cảnh báo nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi bán phá giá, đi ngược lại chính sách, đi ngược lại quy định của pháp luật. Thứ hai là chúng tôi có chuyển cái thông tin, chuyển những cái bản quy tắc, quy chế về việc nhận diện và phát hiện những cái hành vi bán phá giá, cũng như chúng tôi chuyển thông tin về những cái giá chính xác, những mặt hàng đang phân phối theo bán hàng đa cấp, để cho lực lượng quản lý thị trường có thể phát hiện. Khi người ta phát hiện thì người ta có thể xử lý luôn, tịch thu hàng hóa và lập biên bản, hoặc là sẽ chuyển về cho hiệp hội và hiệp hội sẽ mời doanh nghiệp xử lý dứt điểm tình trạng. Thì lúc đó là bản thân doanh nghiệp muốn tạo điều kiện cho người tham gia cũng không thể thực hiện được, tại vì lúc đó chúng tôi phải xử lý và báo cáo lại cho cơ quan quản lý thị trường. Thứ ba là chúng tôi có văn bản gửi cho các cái kênh bán hàng online, gửi cho Sở Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin Truyền thông, cũng như là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trong cái việc là cảnh báo và phát hiện các cái trường hợp mà bán phá giá, để cho các cái đơn vị này nhìn nhận rằng đây là một vấn nạn mà không phải từ phía góc độ doanh nghiệp, mà do những cá nhân đang nhận thức pháp luật hạn chế và không có cái độ tuân thủ, cũng như là không được hướng dẫn trong cái việc là tầm nhìn xa thì lợi ích lâu dài trong cái việc là phát triển mạng lưới và tuân thủ cái lợi ích mà công ty đưa ra. Thì việc này chúng tôi cũng đã tiến hành. Bản thân tôi thì cũng rất gắn bó với New Made Việt Nam, và cũng luôn mong rằng tin tưởng các nhà phân phối. Tôi qua tiếp xúc thì tôi thấy rằng ở New Made cũng có những thủ lĩnh, cũng có những đội nhóm rất là tuân thủ, thì tôi nghĩ rằng New Made nên cho các cái đội nhóm này, các thủ lĩnh này chia sẻ, tạo ra một cái hiệu ứng tốt, tạo ra một cái anti-fan để chúng ta loại bỏ những cái nhóm nhỏ thôi, những người đang cố tình thực hiện hoạt động bán phá giá này, để chúng ta củng cố được cái niềm tin của NMS. Tôi hy vọng rằng mặc dù chúng ta làm mạnh như vậy, nhưng trong thời gian tới thì các chị sẽ cảm hóa được, sẽ cảm nhận được những cái nội dung mà tôi nói, và tự động chấm dứt cái hoạt động bán phá giá của mình, để trong thời gian tới việc sửa đổi pháp luật của Bộ Công Thương tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà phân phối hoạt động, thì chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta có thu nhập mà không phải bằng cái cách mà chúng ta đi ngược lại chính sách. Như vậy là những cái thu nhập nó không phải là những cái thu nhập mà hợp pháp, mà chúng ta có thể còn nhiều cách. Hiện nay Bộ Công Thương đã có những cái chính sách mới, ví dụ như là sẽ cho gia tăng cái hoạt động hội nghị hội thảo lên. Hồi trước thì chúng ta có 30 người, thì bây giờ là cho phép là 50 người thì mới thông báo, còn dưới 50 người thì chúng ta có thể tổ chức mà không cần thông báo. Đấy, và sẽ có những cái chính sách nó phù hợp hơn, nó tạo điều kiện cho các chị hơn trong cái hoạt động bán hàng đa cấp. Và như vậy thì cái ngành nghề của chúng ta sẽ được tuân thủ và được mọi người công nhận, và chúng ta có thể mở rộng ra các cái hoạt động để chúng ta có thể phát triển và có những cái thu nhập ổn định hơn. Nên là thông qua cái chương trình này, tôi phản đối và tôi cũng sẽ không có làm việc với những nhà phân phối nào mà cố tình thực hiện cái hoạt động bán phá giá. Tôi cũng sẽ có sự liên lạc thường xuyên với những cái thủ lĩnh để các anh chị phản ánh những cái hoạt động đó cho tôi, và bản thân tôi sẽ làm những cái biện pháp mạnh mẽ nhất để đảm bảo được cái sự công bằng trong cái toàn tuyến của New Made, tránh cái sự xung đột. Và nếu như chúng ta tạo ra được sự môi trường công bằng, chúng ta không sợ thiếu, cũng không sợ dư, mà chúng ta chỉ sợ là không có sự công bằng trong hoạt động. Vì vậy thì bà trong chương trình lần này, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến New Made Việt Nam. Trong nhiều năm qua đã luôn ủng hộ hiệp hội, và trong năm 2021
cũng đã dành một phần ngân sách rất lớn để cho hiệp hội có điều kiện triển khai các hoạt động phối hợp với Bộ Công Thương cũng như là phối hợp với cơ quan đảm bảo cái việc tuân thủ trong cái ngành bán hàng đa cấp. Và kính chúc toàn thể ban lãnh đạo công ty Newmade Việt Nam, toàn thể quý nhà phân phối, các thủ lĩnh, các hệ thống trên toàn đất nước Việt Nam, các anh chị cố gắng cùng với công ty, cùng với đất nước nỗ lực bán hàng và nỗ lực tuân thủ để chúng ta vượt qua cái đại dịch Covid-19. Và đến một thời điểm nào đó chúng ta kiểm soát được rồi thì chúng ta sẽ có những cái chương trình lớn để chúng ta gặp nhau, chia sẻ và sẽ rất là vui mừng để tất cả chúng ta đều khỏe mạnh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt các anh chị. Xin cảm ơn luật sư Võ Đan Mạch rất nhiều. Nhờ luật sư Võ Đan Mạch mà đã cho các nhà phân phối của Newmade nhìn thấy một cái góc nhìn rất là mới, rất là khác từ Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam. Và một lần nữa xin cảm ơn ông và chúc ông có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt trên cương vị của mình. Và kính thưa các anh chị nhà phân phối, chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc là người ngồi cạnh em đây là ai, đúng không ạ? Thì như ban đầu em đã giới thiệu, thì trong buổi giao lưu ngày hôm nay có sự đóng góp của thủ lĩnh Bùi Văn Xuân. Vậy thì anh Xuân có thể giao lưu và chia sẻ và giới thiệu cho tất cả các chị nhà phân phối biết một chút về bản thân mình được hay không ạ? Xin kính mời anh. Vâng, xin kính chào toàn thể quý nhà phân phối. Tôi xin giới thiệu, tôi là Bùi Văn Xuân. Hiện thời tôi đang sinh sống tại Hà Nội. Xuất thân là một giáo viên. Tuy nhiên rằng tôi đã có được 7 năm phát triển kinh doanh cùng với công ty Newmade đến ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh Xuân về phần chia sẻ và giới thiệu của mình. Thì anh Xuân ạ, được biết là anh là một người tiên phong. Anh là một người tiên phong trong việc chúng mở đầu thị trường miền Bắc, đúng không ạ? Thì là một trong những người tiên phong, thì anh đánh giá sao về việc nhà phân phối khi tham gia vào hoạt động cùng hệ thống Newmade, chúng ta mua hàng chính hãng từ hệ thống các nhà phân phối, và cái lợi ích mà khi chúng ta mua hàng chính hãng từ hệ thống nhà phân phối đó là gì? Thì anh có thể chia sẻ cho tất cả các nhà phân phối lắng nghe chương trình ngày hôm nay biết được cái lợi ích đó được hay không ạ? Lợi ích của việc mua hàng chính hãng từ công ty ấy, thì nó có hai cái lợi ích cho hai cái nhóm người sẽ mua hàng của công ty. Cái nhóm thứ nhất là những người tiêu dùng. Thì thưa các anh chị, bản thân chúng ta mục đích mua sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thế nên rằng là cái việc mà mua hàng chính hãng chính là cái cách mà chúng ta đang bảo vệ chính cái sức khỏe cũng như là tôn trọng cái sức khỏe của bản thân mình. Cái thứ hai là gì? Tất cả các sản phẩm của công ty Newmade được một hệ thống nhà phân phối là các tư vấn viên được chăm sóc rất là tận tình. Thế nên rằng khi mà cô bác mua hàng chính hãng của công ty thì cô bác sẽ nhận được cái dịch vụ chăm sóc tốt nhất từ phía nhà phân phối. Đấy là cái lợi ích thứ hai. Cái lợi ích thứ ba mà chúng ta sẽ nhận được đó là gì? Công ty Newmade có chính sách cho khách hàng thường xuyên. Thế nên rằng khi chúng ta có thẻ khách hàng, chúng ta sẽ được nhận được những cái giá trị tích lũy cũng như là giảm giá cho những lần mua sau. Đấy là cái lợi ích về tài chính. Và đặc biệt kính thưa cô bác anh chị, thì cái việc kinh doanh của bất kể một doanh nghiệp nào cũng như nhà phân phối đòi hỏi cái sự ủng hộ rất lớn từ phía những khách hàng chân chính. Thế nên rằng việc mua hàng chính hãng từ công ty đây cũng là một cái cách để ủng hộ những cái hoạt động kinh doanh chân chính. Đấy là cái góc nhìn của người tiêu dùng. Thế còn với cái góc nhìn của nhà phân phối, thì thưa cô bác anh chị nhà phân phối, chúng ta phân phối một sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tức là nó có liên quan trực tiếp đến cái sức khỏe của khách hàng. Và chúng ta chỉ là những người phân phối thôi. Thế còn để mà đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái an toàn cho khách hàng thì đây lại thuộc về vai trò của công ty. Thế nên rằng việc mua hàng chính hãng từ công ty chính là việc chúng ta đang tự bảo vệ bản thân mình trong hoạt động kinh doanh này. Thứ hai, bán hàng phá giá hoặc mua hàng từ những nguồn hàng không chính thống để phân phối ra, đây là một hành vi vi phạm pháp luật. Thế nên rằng mua hàng chính hãng của công ty chính là chúng ta đang góp phần vào kinh doanh đúng luật pháp và đúng đạo đức. Thưa các anh chị, hợp tác với Newmade không đơn thuần chỉ là mua hàng để bán lại, mà chúng ta còn hợp tác để xây dựng ra một cái doanh nghiệp phân phối. Thế nên rằng mua hàng chính hãng từ phía công ty cũng là một cái cách để hỗ trợ chúng ta phát triển kinh doanh ở Newmade. Và đặc biệt như em vừa chia sẻ thì mua hàng chính hãng từ phía công ty cũng là cái cách để chúng ta bảo vệ cái kinh doanh chân chính của chúng ta. Rất cảm ơn anh Bùi Văn Xuân. Thì qua cái phần trả lời của mình thì em cũng phần nào hiểu được là cái lợi ích mà nhà phân phối mua hàng chính hãng từ hệ thống nhà phân phối của công ty, cái quan trọng nhất ấy, thì nó vẫn là cái sức khỏe, đúng không ạ? Vậy thì cái trường hợp ngược lại,
nếu mà nhà phân phối hoặc là với những cái khách hàng mới đúng không ạ, khi mà họ thấy một cái sản phẩm nó rẻ hơn so với giá công ty niêm yết, họ ta muốn hoặc người ta muốn mua cái sản phẩm đó chẳng hạn, vậy thì cái hậu quả để lại nó sẽ là cái gì, thì anh có thể trả lời cho các nhà phân phối biết được hay không ạ? Kính thưa cô bác anh chị nhà phân phối, như em đã chia sẻ, đặc thù sản phẩm của chúng ta là sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, nên là nó có cái vai trò ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người tiêu dùng và khách hàng của chúng ta. Thế nên rằng khi mà chúng ta mua phải cái hàng không chính hãng của công ty ấy, tức là chúng ta đã mua cái sự rủi ro về sức khỏe cho chính bản thân mình. Thưa anh chị thân mến, thì giá nó là một trong những yếu tố thứ yếu trong cái việc bán hàng. Thế nên rằng chúng ta mua hàng phá giá, tức là chúng ta đã quan tâm đến cái thứ yếu mà chúng ta không quan tâm đến cái thứ mạnh, đó là cái chất lượng để bảo vệ sức khỏe. Đây là cái yếu tố thứ nhất mà cái thiệt hại. Cái thứ hai ấy, là bán hàng thì ngoài bán sản phẩm là chúng ta còn bán dịch vụ. Khách hàng đến với chúng ta là được phục vụ tốt. Ngày hôm nay chúng ta chỉ bán vì giá, tức là chúng ta đã không bán cái dịch vụ đấy, thì chúng ta đã đánh mất đi cái giá trị kinh doanh cũng như là cái giá trị thực sự của cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đấy là cái thiệt thứ hai. Cái thiệt thứ ba mà chắc chắn chúng ta sẽ bị, đó là gì? Khách hàng đến với chúng ta vì giá thì chắc chắn rằng người ta cũng sẽ ra đi vì giá nếu có một cái mặt hàng có giá thấp hơn. Vâng, đây là cái kinh nghiệm mà em Xuân đã trải qua trong thời gian vừa qua. Kính thưa các anh chị, một câu nói của thủ lĩnh Bùi Văn Xuân vừa nói mà khiến bản thân em cũng rất là tâm đắc là khách hàng đến với chúng ta bằng giá và cũng có thể ra đi với chúng ta vì giá, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải làm đúng, chúng ta phải xác định một cái tâm thái đó thật là vững vàng. Và được biết công ty New May thì từ xưa đến nay luôn có các biện pháp, luôn có các giải pháp để làm trong sạch thị trường, đúng không anh Xuân? Vậy thì đứng trên góc nhìn là một nhà phân phối của New May đã từng gắn bó một khoảng thời gian rất là dài, vậy thì anh có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái công cuộc mà làm trong sạch thị trường của New May được không ạ? Dạ vâng. Thưa cả nhà, thì với 7 năm làm việc ở New May thì em nhận thấy rằng là đại bộ phận nhà phân phối đều nhìn nhận rằng bán hàng phá giá và bán hàng chính hãng đúng giá, đây là hai mặt của một vấn đề. Tức là hai vấn đề nó đi cùng song song với nhau. Và mọi người đều hiểu rằng cái việc mà xử lý cái vấn đề bán hàng phá giá là một cái công việc mà làm thường xuyên, liên tục, nó đi cùng với cái quá trình mà phát triển kinh doanh ở New May. Và đặc biệt, một số nhà phân phối thì đôi khi không kiềm chế được cái hoạt động bán hàng phá giá, nên là có những cái hiểu lầm về những cái động tác xử lý của công ty. Tuy nhiên rằng, thưa cô bác anh chị, để xử lý một nhà bán hàng phá giá, một nhà phân phối bán hàng phá giá, nó đòi hỏi rất nhiều các cái yếu tố, như là góc độ về luật pháp, như là góc độ nội quy, quy định của công ty, cũng như là các cái bằng chứng, chứng cứ thì mới đủ các cái điều kiện để xử lý được. Và đặc biệt, có rất nhiều anh chị nhà phân phối khi mà chưa có cái góc nhìn đúng về cái hoạt động bán hàng phá giá, nên là thường có những cái phát ngôn truyền thông mang tính chất tiêu cực, không tốt cho cái đội nhóm kinh doanh cũng như là hệ thống phân phối, và đây là một điều trực tiếp thiệt hại đến chính bản thân cô bác anh chị. Cảm ơn anh Bùi Văn Xuân rất nhiều về phần chia sẻ của mình. Thì qua phần chia sẻ của anh vừa rồi thì phần nào đó các nhà phân phối cũng đã hiểu được cái lợi ích khi mua hàng chính hãng qua hệ thống nhà phân phối của công ty, và một phần nào đó hiểu được cái tác hại khi mua hàng bán phá giá, đúng không ạ? Và cũng một phần nào đó về phía công ty bọn em thì cũng đã hiểu được rằng cái góc nhìn của các nhà phân phối với những công việc mà hiện tại công ty đang làm. Và cũng rất mong là anh Xuân sẽ nán lại cùng với trường quay của New May Việt Nam tới cuối chương trình, bởi vì tới cuối chương trình chúng ta còn một phần giải đáp các thắc mắc của các nhà phân phối nữa, được không anh? Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và kính thưa các anh chị nhà phân phối của New May, thì em tin chắc rằng với 10.000 người làm đúng thì sẽ có cái sức ảnh hưởng rất là mạnh mẽ hơn so với là một người làm sai. Vậy thì để 10 người làm đúng, hay nói cách khác là thật nhiều người làm đúng, thì chúng ta cần phải làm gì? Cái điều quan trọng nhất, em nghĩ rằng chúng ta phải xác định tâm thái cho nhà phân phối mới. Và được biết tại New May có một người thủ lĩnh đã làm rất tốt trong cái công cuộc là xác định tâm thái cho nhà phân phối mới. Chị đang có một hệ thống rất là lớn và rất là mạnh tại thị trường miền Nam. Vậy thì xin phép được kết nối với chị thủ lĩnh Hồ Thị Cẩm Loan, thì chị có thể giúp em và trả lời cho các câu hỏi của nhà phân phối mới là chị đã xác định tâm thái mới cho nhà phân phối mới khi tham gia vào cùng hệ thống của New May như thế nào, và chị đã quản trị vận hành các hệ thống của mình như thế nào nữa để tạo ra được một cái môi sinh thật là lành mạnh, thật là phát triển như bây giờ. Xin được kết nối với chị Hồ Thị Cẩm Loan và xin mời chị. Dạ rồi, xin chào tất cả các nhà phân phối. Xin cảm ơn câu hỏi của MC. Và Cẩm Loan xin gửi lời chào đến tất cả nhà phân phối đang xem chương trình tọa đàm trực tiếp của công ty New May.
Đặc biệt là cảm ơn công ty đã tổ chức ra một cái chương trình đầy ý nghĩa như thế này đối với tất cả nhà phân phối trên cả nước trong cái mùa đại dịch COVID-19. Lo xin tự giới thiệu, tên đầy đủ là Hồ Thị Cẩm Lo, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Và Cẩm Lo cũng hợp tác với công ty New May được 7 năm. Đó cũng là một cái khoảng thời gian khá dài để mình có thể thấm được tất cả những cái giá trị kinh doanh. Giống như hôm nay chúng ta đang tọa đàm về một cái việc, đó chính là làm sao để giúp cho nhà phân phối của chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng trong vấn đề kinh doanh, đó là về giá. Và xin để trả lời câu hỏi của MC là làm như thế nào để chúng ta có thể là tạo ra một cái tổ chức mà một cái tổ chức đấy có thể làm đúng với những cái quy tắc hoạt động của công ty. Thì cả nhà mình thân mến, là đối với cái ngành của công ty, ngành MOM, đặc thù của cái ngành MOM đó chính là chúng ta không có chọn lọc đầu vào. Chính vì không chọn lọc đầu vào cho nên cái đối tượng người vào trong doanh nghiệp của chúng ta đại trà. Người có học cao có, người học thấp có, người có nhận thức tốt có, người nhận thức chưa tốt có. Nhưng bởi vì trong quá trình họ kiếm sống, họ mưu sinh thì họ bắt gặp công ty New May cũng như là những công ty trong ngành của chúng ta. Và lúc này họ cảm thấy chọn một cái môi trường phù hợp để họ vào. Và New May hiện nay là một trong những công ty mà đang tạo ra một cái lợi thế thu hút ra khá nhiều những cái đối tượng bước vào môi trường của chúng ta đi kinh doanh. Và cũng chính vì như vậy cho nên là cái đầu tiên chúng ta là những người kinh doanh chân chính. Thì chúng ta cũng xác định một cái tâm thế là khi chúng ta bước chân ra ngoài lĩnh vực kinh doanh, chúng ta cũng đừng quá mong cầu về cái việc là tất cả mọi người đều sẽ làm đúng. Mà chúng ta phải chuẩn bị tâm thế là nếu như có những người làm sai thì tâm thế của mình như thế nào với những đối tượng đấy. Chắc chắn là sẽ có những cái khung luật giống như chúng ta đã từng nghe luật sư Võ Đăng Mạch nói về luật pháp, hay chúng ta đã nghe thủ lĩnh Bùi Văn Xuân chia sẻ về cái việc mà những giá trị khi chúng ta làm đúng với công ty, với sản phẩm của mình. Vì thì ngày hôm nay bản thân em Lo chia sẻ góc độ là chúng ta đi vào bên trong cái nội bộ hệ thống của mình. Và cái nhà mình hình dung là cái việc mà chúng ta cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, trên thương trường hay ngay chính nội bộ trong công ty là một cái việc mà chúng ta phải đối đầu một cái tình trạng rất là dài. Và xác định luôn là tâm thế của chúng ta là xây dựng doanh nghiệp là 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí cao hơn. Thì chúng ta phải chuẩn bị tâm thế ngay từ bây giờ cho tất cả nhà phân phối của chính mình. Và em Lo xin được chia sẻ với cả nhà mình, tất cả những nhà phân phối đang theo dõi live stream hay đang theo dõi cái phòng tọa đàm trực tiếp ngày hôm nay, một cái slide mà em Lo cũng chuẩn bị khá là kỹ. Và đây cũng chính là những cái tâm huyết. Vậy thì cả nhà mình thân mến, là để ngày hôm nay chúng ta bắt đầu phát triển một cái sự nghiệp, chúng ta xây dựng được cái hệ thống kinh doanh bền vững, thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cái niềm tin cho nhà phân phối của chúng ta. Thì làm sao để chúng ta có thể là tạo dựng được xây dựng niềm tin vững mạnh để chúng ta hướng đến những cái thành công bền vững. Và bản chất của mỗi chúng ta trong cuộc sống này đều có những cái tâm hướng thiện, đều có những cái tâm mà hướng đến những cái gì đó gọi là bền vững trong cuộc sống. Chứ không ai mong muốn là làm một cái gì đó tạm thời, rồi khi tạm thời qua đi rồi chúng ta lại lay hoay để tìm một cái công việc khác. Thì điều này là không ai mong muốn. Nhưng giả sử như trong quá trình mà chúng ta có những nhà phân phối làm chưa đúng, thì cái việc này chúng ta cần phải làm tâm thái ngay từ ban đầu là khi chúng ta tuyển dụng một cái đối tượng, một cái nhà phân phối mới vào trong hệ thống, thì chúng ta phải nói đến cái việc làm đúng ngay từ ban đầu, là chúng ta phải cho người ta thấy được những cái giá trị và làm đúng để chúng ta có cái việc chúng ta đi xa hơn trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Bởi vì chắc chắn các anh chị luôn là làm đúng thì chúng ta sẽ có doanh nghiệp bền vững, còn làm chưa đúng thì có thể chúng ta cũng làm được nhưng thời gian đầu thôi. Sau đó thì chúng ta cũng bắt đầu là trở về vị trí số 0. Vậy thì vì sao chúng ta phải làm đúng? Là mỗi chúng ta muốn làm đúng bởi vì trong tâm của chúng ta muốn được an. Thật sự chia sẻ với cả nhà mình luôn là với một người kinh doanh mà đã chúng ta làm không đúng trong việc kinh doanh thì tâm chúng ta bất an. Mà bởi vì trong tâm của chúng ta bình an là bởi vì chúng ta không bao giờ muốn là lòng của chúng ta thấp thỏm khi chúng ta nghe được chỗ này làm chưa đúng, chỗ kia làm chưa đúng. Với một nhà phân phối mà khi mà chúng ta đến với kinh doanh mà chúng ta lỡ như chúng ta làm chưa đúng thì thật sự luôn là cái cảm giác của người làm chưa đúng thì lúc nào cũng nghe ngóng là xem là chỗ này có ai phát hiện ra làm chưa đúng hay không, chỗ kia chưa đúng hay không. Và thậm chí cái người làm sai đấy không phải là mình nhưng mình vẫn cảm thấy thấp thỏm. Thì đấy không phải là một cái tâm trạng của người mang trong lòng của mình một cái khát khao xây dựng sự nghiệp. Cho nên là đặc biệt luôn là chúng ta phải đào tạo cho nhà phân phối của chúng ta ngay cái việc đầu tiên khi họ ký một cái hợp đồng, bước vào doanh nghiệp, thì chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở họ là làm đúng trước. Thứ hai là vì sao chúng ta làm đúng là chúng ta phải tập trung xây dựng doanh nghiệp của mình. Thì để cho một người doanh nghiệp, một người thủ lĩnh hay một người làm kinh doanh mà yên tâm để xây dựng doanh nghiệp thì chỉ có việc chúng ta làm đúng.
Bởi vì thật sự chia sẻ cả nhà mình là khi chúng ta làm việc mệt cả ngày rồi thì cái việc mà để chúng ta nghỉ ngơi để lấy lại cái sức khỏe của mình trong một đêm là quan trọng. Nhưng nếu như một người làm chưa đúng thì khi nằm xuống họ cảm thấy không an lòng. Chính vì vậy cho nên là người này cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên là cả nhà thân mến, là chúng ta phải thương những người làm chưa đúng để chúng ta còn có cái để chúng ta còn nói chuyện. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là bởi vì chúng ta là những người kinh doanh chân chính, là những người mang cái giá trị sản phẩm alpha phục vụ cộng đồng. Và chúng ta phải xác định mình là một doanh nhân trong cái ngành sữa. Mà khi mà em hiểu được cái giá trị của alpha, hiểu được cái tâm huyết của chủ tịch, hiểu được cái tâm huyết của Shiplu tại thị trường Việt Nam và hiểu được rất nhiều những thủ lĩnh đang làm đúng trong cái ngành của chúng ta, thì thực sự mình phải xác định ngay tâm thế của mình ngay ban đầu là vào New May không phải là chúng ta làm để kiếm tiền trước mắt, mà chúng ta làm New May là xác định tâm thế của mình là một người doanh nhân, là một người đưa giá trị để phục vụ cộng đồng. Thì cái này chính là cái mà chúng ta cần phải nói ngay ban đầu để cho người nhà phân phối chúng ta hiểu. Vậy thì đấy chính là những cái mà em muốn chia sẻ với cả nhà mình. Bản thân em Loan làm được 7 năm và em hiểu được cái giá trị mà alpha mang đến cho cộng đồng, mang đến cho nhà phân phối. Cho nên là đây là một cái điều cốt yếu chúng ta phải đào tạo ngay ban đầu, làm tâm thái cho một người mới là hiểu đúng, làm đúng ngay từ ban đầu để xây dựng doanh nghiệp bền vững. Rồi vậy thì nếu như trong quá trình mà chúng ta truyền thông, chúng ta đào tạo rồi mà vẫn có người làm sai thì cái này chúng ta sẽ làm sao? Bởi vì chúng ta không thể nào kỳ thị người làm sai được. Có thể trong một khoảnh khắc nào đấy người ta làm sai, nhưng đấy không phải là con người của họ. Bởi vì trong cái khoảnh khắc nào đấy, vì một cái suy nghĩ nào đấy họ vô tình làm sai. Thì có những người là họ làm sai, nhưng có những người là không biết nên làm sai, và có những người là cố tình làm sai. Thì cái này là trong cái này nó thuộc về cái trách nhiệm đào tạo nội bộ trong hệ thống của chúng ta. Và em nghĩ là hiện nay công ty chúng ta tạo ra rất nhiều những Galaxy, 24 Galaxy, thì tất cả những Galaxy đó đều có những cái bộ giáo trình đào tạo về tâm thế của một người sẵn sàng bước vào lĩnh vực kinh doanh. Vậy thì đối với hệ thống của chúng em là hệ thống TLT, thì chúng em đang có những cái ví dụ như đối với khách hàng của chúng ta, thì hiện nay cả nhà thân mến là khách hàng họ không biết để mua một cái sản phẩm giá bên ngoài rẻ hơn là bởi vì lỗi của chúng ta là chưa truyền thông tới. Chúng ta chưa cho khách hàng của mình hiểu được cái giá trị. Cho nên đầu tiên là đối với khách hàng của mình, khách hàng của nội bộ hệ thống của mình khi đã bán được, thì chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là cho khách hàng tin, hiểu và chọn alpha. Đây là một cái yếu tố cơ bản đầu tiên mà bất kỳ một nhà phân phối nào khi bước vào kinh doanh, chúng ta bán được, tạo dựng được một khách hàng, chúng ta phải cho khách hàng mình thấy điều này. Có thể chúng ta mà bán hàng không tốt, không giỏi, nhưng thông qua cái việc chăm sóc thì chúng ta có thể tạo ra được một cộng đồng dùng giá đúng. Cho nên là cái việc truyền thông về tin, hiểu, chọn sản phẩm là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Và khi một người khách hàng đã tin, hiểu và chọn cái giá trị alpha, tin, hiểu và chọn cái người đang chăm sóc cho khách hàng, thì chắc chắn khách hàng của chúng ta sẽ không bao giờ có một cái cơ hội để tiếp cận những cái sản phẩm không đúng. Cái đó là cái thứ nhất là đối với khách hàng. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà khách hàng của mình đã tin, hiểu, chọn thì họ sẽ trở thành những gia đình alpha. Và gia đình alpha là cánh tay nối dài của doanh nghiệp. Cho nên là không phải là chúng ta nhìn ở cái góc độ là gì? Góc độ là bán không đúng giá. Nhưng chúng ta nhìn ở một cái tầm nhìn cao hơn, đó chính là đi vào một cái ngành dinh dưỡng miễn dịch. Đây là một cái ngành rất là rộng. Vậy thì khi mà những người khách hàng đầu tiên, khi mà họ hiểu giá trị alpha và truyền thông cho cả gia đình dùng, thì họ trở thành những người gọi là cánh tay nối dài để bắt đầu tiếp tục lan tỏa giá trị alpha. Và cả nhà mình hình dung là hiện nay công ty chúng ta là đi qua được 8 năm tại thị trường Việt Nam, thì hiện nay là phủ sóng hết gần như là cả nước, là gần 63 tỉnh thành rồi các anh chị. Thì đây chính là vì sao nếu như mà cái gì làm sai chắc chắn một khoảnh khắc nó sẽ dừng lại. Nhưng vì sao công ty chúng ta đã 8 năm qua rồi liền mạch đi một chặng đường khá là dài như vậy. Và hiện nay là alpha của chúng ta là bắt đầu là có mặt trên cả nước. Và với một cái doanh số tạo ra là không hề nhỏ, là vừa năm vừa rồi là chúng ta tạo ra là 3.000 tỷ, hơn 3.000 tỷ. Vậy thì nếu như không có những gia đình alpha làm đúng thì giá trị alpha sẽ không lan tỏa được. Cho nên là chúng ta không nhìn thấy ở cái góc độ của một vài người làm sai mà chúng ta đánh đồng là cả doanh nghiệp làm không đúng. Cho nên là chính vì vậy cho nên chúng ta phải truyền thông được cái điều này cho tất cả đồng đội, tất cả anh em nhà phân phối để chúng ta có được một cái quan niệm làm đúng. Rồi thì đó là ở góc độ là người khách hàng, mình phải tạo ra được cái dịch vụ tối ưu để chúng ta giữ được người khách hàng của mình. Và xin chia sẻ với cả nhà mình là ngày hôm nay chúng ta giàu có được hay không chính là chúng ta có sở hữu được khách hàng hay không. Giống như thủ lĩnh Bùi Văn Xuân nói một câu rất là hay là gì? Khách hàng đến với mình vì giá thì họ sẵn sàng ra đi vì nơi khác bán giá rẻ hơn. Vậy thì ngày hôm nay làm sao để mình tiếp tục giữ chân khách hàng và lan tỏa khách hàng ra, thì chúng ta phải giữ khách hàng bằng trái tim.
là chúng ta phải chăm sóc ân cần và làm sao đó để cho khách hàng có thể là cảm thấy đây là một cái môi trường, đây là một cái công ty, đây là một cái người chăm sóc bằng cả trái tim đối với khách hàng. Thì giữ là giữ bằng trái tim của khách hàng thì chúng ta sẽ gì, sẽ sở hữu được khách hàng. Cái thứ hai là đối với hệ thống chúng em thì đối với nhà phân phối thì chúng ta phải đào tạo truyền thông. Thì hiện nay là thứ nhất là chúng ta phải truyền thông cho nhà phân phối hiểu về quy tắc hoạt động của công ty. Những cái việc chúng ta làm, những cái việc chúng ta nên làm, những cái việc chúng ta không được làm. Bởi vì ngày hôm nay đối với một người kinh doanh chân chính thì chắc chắn họ không bao giờ muốn làm điều gì tổn hại đến cái giá trị lợi ích của chính họ. Và nhiều nhà phân phối đều hiểu được điều này thì cả một cái tập thể họ đều không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại cho cái tổ chức, cho cái doanh nghiệp của họ. Thì chúng ta đã góp phần vào cái việc truyền thông đối với nhà phân phối. Và chúng ta phải truyền thông mạnh vào. Và không phải truyền thông một ngày mà chúng ta phải truyền thông liên tục. Khi có bất kỳ một cái lớp học nào thì chúng ta đưa về cái việc làm đúng vào để chúng ta đào tạo 15-20 phút mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Và chúng ta truyền thông liên tục đến khi nào chúng ta còn làm việc với điều này. Thì cái việc này chúng ta cần phải làm liên tục. Thứ hai là chúng ta phải gì? Phải nói về được cái quyền lợi của một cái nhà phân phối khi mà bán đúng giá. Thì cái này là em không nhắc nữa vì thủ lĩnh Bùi Văn Xuân đã có nói rồi. Bán đúng giá chính là chúng ta xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Và bán đúng giá chính là chúng ta đang trao cái quyền lợi và trao cái giá trị cho những nhà phân phối tiếp theo. Cho nên là một người mà đi làm kinh doanh để mà chúng ta xây dựng doanh nghiệp thì chúng ta chắc chắn không bao giờ chúng ta bán cái sản phẩm mình giá thấp hơn. Rồi, tiếp theo cái thứ ba nữa là chúng ta luôn luôn đào tạo về cái luật nhân quả trong cái vấn đề là gieo hạt và chúng ta hái trái. Ngày hôm nay có thể là chúng ta làm một lần người ta không biết, nhưng mà một lần ăn quen rồi chúng ta sẽ làm nhiều lần, và khi mà cái hạt mà chúng ta gieo đủ duyên thì nó sẽ nở thành cái trái. Mà nếu như cái hạt mà chúng ta gieo tốt thì nó ra trái tốt, mà cái hạt mà chúng ta gieo không tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp cái nghiệp. Chính vì vậy cho nên là cái luật nhân quả là cái luật mà đi vào đời sống và hiện nay nó ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất là nhiều. Cho nên là cái luật nhân quả chúng ta cần phải nói. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là chúng ta truyền thông hay là tuyên dương những người làm đúng. Bởi vì trong cuộc sống này, trong xã hội này, đặc biệt là trong tổ chức hoạt động kinh doanh, thì bất kể một ai họ cũng đều muốn được tôn vinh giá trị của họ. Và tôn vinh những giá trị làm đúng có nghĩa là chúng ta góp phần vào cái việc thúc đẩy lùi những cái việc làm sai. Bởi vì tuần nào, tháng nào hệ thống của chúng ta, công ty của chúng ta cũng có những hình ảnh của những nhà phân phối làm đúng. Và chúng ta có những cái quà tri ân, chúng ta tuyên dương những cái người này thì chắc chắn luôn là hệ thống của chúng ta, cộng đồng của chúng ta hay là doanh nghiệp của chúng ta, thì những người làm sai bắt đầu người ta cảm thấy gì? Trong tâm nhiều khi cảm thấy căng rứt. Và ngay trong khoảnh khắc đấy thì họ quyết định họ trở thành người lương thiện các anh chị. Lương thiện đây không phải là từ ác trở thành lương thiện, mà ngay trong khoảnh khắc đó đôi khi trong lòng người ta muốn bỏ luôn những cái việc mà trước đây người ta làm sai. Thì em chia sẻ luôn là gì? Hiện nay con người vào trong hệ thống của chúng ta là tạm thời. Hệ thống của chúng ta hiện nay doanh số tăng, doanh số giảm cũng là tạm thời. Nhưng mà đào tạo mới là tận gốc. Và cái đào tạo tận gốc này thì nó đi đôi với cái tình yêu thương là vĩnh cửu. Cho nên đối với một nhà phân phối làm sai, đặc biệt chúng ta không được kỳ thị. Mà bản thân của chúng ta là một người thủ lĩnh, một người kinh doanh, là một người làm doanh nghiệp, là một người làm ăn chân chính, thì bản thân chúng ta phải truyền thông, phải biết yêu thương cả những người làm sai. Để rồi đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó, người ta muốn trở lại làm đúng thì người ta còn cơ hội để quay về. Cho nên là cái việc mà kỳ thị thì hiện nay hệ thống của chúng em là không bao giờ tạo ra một cái sự kỳ thị về những người làm sai, mà chúng em lại luôn đào tạo, luôn hướng dẫn. Nhưng mà vẫn có đâu đó những nhà phân phối đào tạo rồi, yêu thương rồi nhưng vẫn làm sai, thì lúc này chúng ta làm sao? Thì lúc này chúng ta phải bắt buộc có một những cái trường hợp xử lý, như là chúng ta bắt đầu nói về luật. Vậy thì nếu như chúng ta biết được trong hệ thống của mình có những người cố tình làm sai, thì lúc này hệ thống của chúng ta sẽ kết hợp cùng với công ty xử lý. Vậy thì chúng ta phải lập được một cái danh sách những người nào mà cố tình làm sai, mặc dù truyền thông rồi, đàm phán rồi, nói chuyện rồi nhưng vẫn không được, thì chúng ta bắt đầu là lập ra cái danh sách. Ví dụ đây là một cái danh sách, em Long có thể là chia sẻ cả nhà mình, đây là cái mẫu. Vậy thì trên cái danh sách này thể hiện những nhà phân phối làm sai, thể hiện cả tên, cả cấp bậc, cả mã số ID, cả số điện thoại. Vì sao chúng ta biết được cái danh sách này? Bởi vì nó đang nằm trong hệ thống của chúng ta. Và mỗi một cái hệ thống, mỗi một cái Galaxy đều biết được ở phía trong hệ thống của mình có những nhà phân phối đang cố ý làm sai. Thì chúng ta phải cùng với công ty, chúng ta đưa ra ví dụ như ở đây có những người là cố tình làm sai, mặc dù nói rồi, đàm phán rồi nhưng vẫn làm sai. Thứ hai là có những người cố tình làm sai bởi vì họ mất khách hàng. Bởi vì nơi khác bán sản phẩm rẻ hơn cho khách hàng của họ, cho nên họ quyết định là gì? Đao giá xuống, bán thấp hơn để khách hàng cảm thấy là nơi đây có nhiều quyền lợi hơn để người ta mua. Thứ ba nữa là gì? Nhiều khi có những người kết nối để mua điểm, chị xếp cây rồi ôm hàng,
và bán hàng ra không được thì chúng ta bắt đầu là bán để lấy lại vốn. Bởi vì chúng ta đã hưởng hoa hồng rồi, cho nên là phần đó chúng ta bán thấp lại để chúng ta lấy lại cái vốn. Thì đây là một số hình ảnh, một số cái trường hợp mà hiện nay hệ thống Em Long đang làm. Còn ví dụ như khi đưa danh sách này về công ty thì chúng ta cũng phải nói chuyện được với công ty, là mời những anh chị này về để chúng ta bắt đầu nói chuyện, đàm phán và để đưa người ta hướng về kinh doanh đúng. Còn nếu như trường hợp mà người ta vẫn cố tình làm sai thì cái này chúng ta lấy luật ra để chúng ta làm. Và cái hiện nay trong hệ thống Em là không phải cái gì cũng lấy luật ra để mà cái tình nó phải đi các chị. Tình đi trước rồi lý sẽ đi sau. Vậy thì chúng ta phải phân tích cặn kẽ nguồn cội về tâm thế, về giá trị. Nhưng giả sử đấy không được thì lúc này chúng ta bắt buộc là phải chúng ta phải đưa luật vào. Và hôm nay Em Lo có một cái tấm hình. Cuối phần chia sẻ của em thì em muốn chia sẻ cả nhà một cái tấm ảnh. Và đây là một cái tấm ảnh là có ba cái hình phía dưới đại diện đó là chính là một cái ao sen, và phía trên là mặt trời. Vì thì nếu như cái bông sen nào mới trồng xuống mà phát triển lên, ngôi lên khỏi mặt nước, đón nhận được cái ánh nắng sẽ nở hoa. Giống như ngày hôm nay chúng ta đang có những người nhà phân phối bắt đầu đi vào New May, lên được cấp bậc giám đốc, lên trưởng, lên 2 sao, lên 3 sao. Thì họ đang đón được những cái nguồn trí tuệ, những cái giá trị đào tạo từ công ty và từ hệ thống. Thì cái bông hoa ấy sẽ nở hoa, và chắc chắn bông hoa này sẽ lan tỏa cái hương thơm cho cuộc đời. Nhưng có những cái bông hoa là chỉ mới nhú lên khỏi mặt nước, chưa đón được ánh bình minh. Nhưng nếu như ngày nào ánh bình minh cũng soi rồi thì bông hoa này chắc chắn một ngày nào đó sẽ nở hoa. Nhưng cũng có những cái bông hoa cả cuộc đời không nở được. Ánh sáng thì vẫn chiếu nhưng bông hoa không nở được. Vậy thì ngày hôm nay tùy vào một cái đối tượng nhà phân phối, tùy vào cái tâm thức của mỗi người để chúng ta nhận được những giá trị khác nhau. Còn bản thân chúng ta là những nhà phân phối, những người đi kinh doanh, những người thủ lĩnh, thì việc đào tạo và nói thì chúng ta phải nói thường xuyên, chúng ta phải nói mỗi ngày, chúng ta phải truyền thông đến khi nào chúng ta còn truyền thông được. Thì đây chính là cái ý nghĩa mà hôm nay em muốn trao đổi cả nhà mình ở cái góc độ, ở một cái góc nhìn là đối với trong hệ thống của chúng ta, thì chúng ta mà bằng cách là quản trị khách hàng, đào tạo nhà phân phối, làm tâm thế cho họ, để cho người ta chuẩn bị một cái hành trang tốt, để người ta cảm thấy nơi này là một cái nơi có thể xây dựng được niềm tin, và nơi này là một cái nơi để giúp cho họ phát triển kinh doanh bền vững. Và đặc biệt là chúng ta phải lấy cái tình yêu thương chúng ta làm gốc. Thì đó cũng chính là cái mà em Long chia sẻ. Và chúng ta phải hướng nhà phân phối mình đến cái tầm nhìn và sứ mệnh lớn hơn của công ty New May. Tầm nhìn của chúng ta là gì? Là chúng ta là một trong những công ty đi đầu trong ngành dinh dưỡng miễn dịch. Và chúng ta là những người doanh nhân đang kế thừa giá trị này. Và chúng ta sẽ là người những xây dựng New May bền vững. Và cái sứ mệnh của chúng ta là hiện nay chúng ta phải là người đưa cái sản phẩm để chấn hưng nâng cao hệ miễn dịch của dân tộc. Đó là tầm nhìn lớn hơn khi mà em Long bắt đầu vào New May. Và khi ngộ ra cái giá trị này thì bản thân em Long cũng làm quyết liệt lên. Mình phải mạnh mẽ hơn nữa, nhưng mà trong mạnh mẽ phải có tình yêu thương. Thì đó chính là cái mà em muốn chia sẻ cả nhà mình trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và xin cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hồ Thị Cẩm Loan rất nhiều về phần chia sẻ của mình. Thì có thể nói rằng qua cái phần chia sẻ của chị thì tất cả nhà phân phối của New May chúng ta đã phần nào đó hiểu được rằng cái sự tăng trưởng của hệ thống chị Hồ Thị Cẩm Loan đến từ đâu, đúng không ạ? Công việc quan trọng nhất, và em nghĩ là đối với tất cả các hệ thống của New May Việt Nam, đó là chúng ta xác định được cái tâm thái tốt nhất cho các nhà phân phối mới. Và thực sự đúng ra mà nói thì sau khi cái phần chia sẻ của chị Loan ấy ạ, thì em có bản thân em thì cũng có nốt ra được một số các ý chính. Thì những cái ý mà em riêng bản thân em nốt ra là nhà phân phối của chúng ta làm đúng thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta để được sự bình an. Cái việc thứ hai thì những cái khoảnh khắc mà nhà phân phối nào đó có thể là chưa chuẩn cho lắm thì nó có thể đến từ những cái yếu tố nó khách quan. Thì với những cái nhà phân phối đó thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định lại tâm thái cho họ. Chúng ta có thể truyền thông lại một cách rất là mạnh mẽ để cho họ nhận ra được cái cơ hội cũng như là cái tiềm năng của ngành nghề này. Và một cái ý cuối cùng và một cái câu nói rất là tâm đắc của chị Hồ Thị Cẩm Loan, đó là chúng ta là gieo hạt tốt thì chúng ta sẽ gặt hái được tốt. Vâng, xin cảm ơn chị Hồ Thị Cẩm Loan rất là nhiều. Và ngay sau đây thì em xin phép mời anh Bùi Văn Xuân và cùng chị Hồ Thị Cẩm Loan, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo của chương trình, đó là giải đáp những cái thắc mắc của nhà phân phối đưa ra từ đầu chương trình. Và với câu hỏi đầu tiên này thì em xin phép mà được mời anh Bùi Văn Xuân, anh sẽ giúp em trả lời cái câu hỏi này như sau. Thì có một nhà phân phối, thì em xin phép được giấu tên, đã hỏi rằng khi gặp tình trạng bán phá giá tại địa phương, tôi cần làm gì để cùng công ty xử lý? Mời anh Xuân ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của quý nhà phân phối ạ. Thưa cả nhà thân mến, thì sau hơn 7 năm làm việc cùng với New May, bản thân tôi cũng trải qua rất nhiều các cái tình huống mà đi bán hàng hoặc đi hỗ trợ đội nhóm của mình gặp cái tình huống là khách hàng của chúng ta đang sử dụng hoặc là đang tìm kiếm cái nguồn hàng bán hàng phá giá.
Thì thưa nhà thân mến, thì tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái vấn đề này như tôi đã chia sẻ lần trước ấy, là việc bán hàng phá giá thì nó là một cái hoạt động mà song sanh cùng với lại là cái hoạt động bán hàng chính thống của công ty. Và đây chúng ta phải đồng ý với đây là hai mặt của một vấn đề trong kinh doanh. Như vậy rằng là chúng ta phải xác định tâm thế rằng bán hàng phá giá là một hoạt động có, tuy nhiên rằng nó chỉ là một cái hoạt động nhỏ đang diễn ra trong cả một cái thị trường lớn và đang làm rất đúng của công ty New May. Cái thứ hai mà chúng ta cần xác định thì thưa cả nhà thân mến, bán hàng phá giá bản thân là người ta đang cắt vào thịt của mình. Công ty New May như em được biết và chắc chắn là như thế rồi, không bao giờ bán ra một lon sản phẩm nào dưới giá hóa đơn. Thế nhưng mà người ta lại đi bán một lon sản phẩm dưới giá hóa đơn, tức là người ta đang chịu lỗ. Vậy thì đôi khi đứng ở góc độ của người bán hàng phá giá, chúng ta phải nhìn nhận rằng cái lý do tại làm sao họ lại phải bán hàng phá giá. Và cũng như chị Hồ Thị Cẩm Loan vừa chia sẻ, đôi khi chúng ta có những cái góc nhìn, có những sự đồng cảm với họ. Và khi chúng ta xác định được cái tâm thái như vậy thì cái việc mà chúng ta nói chuyện, chúng ta tâm tình, chúng ta chia sẻ với khách hàng những cái lợi ích của cái việc là mua hàng đúng giá, có hóa đơn chính thống từ phía công ty, từ phía nhà phân phối chính quy là một cái việc rất quan trọng. Mà như tôi đã chia sẻ cái giá trị lợi ích của việc mua hàng đúng giá ở phần thứ nhất. Như vậy rằng là với kinh nghiệm thì đầu tiên chúng ta xác định tâm thế này, sau đó chúng ta tâm tình chia sẻ với khách hàng về cái giá trị lợi ích khi mà mình mua hàng đúng giá. Thứ hai là những cái mối nguy hiểm khách hàng phải chịu khi mua hàng phá giá thì tôi cũng đã phân tích ở phần trên rồi. Và cái thứ ba nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm đó là gì? Áp dụng đúng cái bài học mà từ phía công ty cũng như là từ phía các hệ thống đã đào tạo cho chúng ta về cái phương pháp xử lý tình huống khi gặp bán hàng phá giá. Vâng ạ. Cảm ơn anh Bùi Văn Xuân rất nhiều. Thì qua cái phần trả lời của anh thì em cũng phần nào đó hiểu được rằng khi nhà phân phối gặp tình trạng bán phá giá tại địa phương thì cái điều quan trọng nhất thì nhà phân phối hãy làm theo những cái gì mà công ty yêu cầu, các bước xử lý mà công ty đã đưa ra cho nhà phân phối, đúng không ạ? Và để tiếp tục chương trình thì với câu hỏi tiếp theo ngay sau đây thì em xin phép được mời chị Hồ Thị Cẩm Loan sẽ giúp em Tú trả lời những cái giải, sẽ giúp em Tú giải đáp những cái thắc mắc của nhà phân phối với câu hỏi như sau. Thưa chị Cẩm Loan, thì một nhà phân phối tiếp tục giấu tên, em xin phép được giấu tên, có hỏi một câu hỏi rằng giải pháp nào nâng cao tinh thần cho nhà phân phối quay lại tập trung nhanh nhất khi bị mất năng lượng từ vấn đề xung quanh? Dạ vâng thưa chị. Dạ cảm ơn câu đặt câu hỏi của một vị khách hàng, một vị nhà phân phối thông qua MC của chúng ta. Thì cả nhà mình thân mến, là trong tình hình hoạt động kinh doanh, nếu như một cái đội nhóm hay đối với một nhà phân phối mà mất năng lượng á, thì làm sao để giúp cho người ta quay lại cái hệ thống kinh doanh? Thì thứ nhất á, bản thân của chúng ta là những người đi kinh doanh, mình nằm trong một cái tổ chức là có trên có dưới, là có hệ thống, có đào tạo, có các chương trình sự kiện, có lớp học. Thì khi một nhà phân phối mà cái này nó không phải riêng về một cái hệ thống nào mà nó là tình hình chung. Vì hiện nay cũng có rất là nhiều nhà phân phối đang có những cái tình trạng như là mất năng lượng. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải xác định được là vì sao người ta mất năng lượng. Mất năng lượng đấy do nhiều nguyên nhân, do họ đi bán hàng không được, do cuộc sống kinh tế quá khó khăn vì nhiều cái yếu tố bên ngoài, hay là do cái người đấy mất năng lượng vì họ không xử lý được những tình huống, ví dụ như gặp tình huống phá giá mà người ta không xử lý được để người đó có khách hàng thì chắc chắn họ sẽ mất năng lượng. Vì thì cái mà hiện nay em động viên nhà phân phối mình để nhanh chóng quay trở lại với cái năng lượng công việc mỗi ngày á, thì bằng cách là chúng ta phải xác định là mục tiêu của mình đến với New May là gì. Cái tương lai ngày hôm nay đến đối với của New May có cho người ta cái giá trị về tương lai tốt không? Nếu như thật sự xác định đây là một cái giá trị, một cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi cả cuộc đời của mình, thì cái năng lượng để chúng ta tập trung đó chính là chúng ta phải nâng cao cái năng lực của mình. Mỗi nhà phân phối khi đến với New May đã xác định đây là một sự nghiệp thì phải nâng cao được cái năng lực bản thân của mình. Thì chính cái năng lực này chúng ta sẽ xử lý được mọi vấn đề. Và năng lực của chúng ta mà lớn thì chúng ta sẽ đứng trên vấn đề. Còn nếu như năng lực của mình mà thấp thì tất cả mọi vấn đề dù nhỏ đến với chúng ta cũng là lớn. Chính vì vậy cho nên là ở cái góc độ em là một người nhà phân phối làm việc và cũng có những khoảnh khắc em cũng là người mất năng lượng. Nhưng mà em nhận được những lời động viên, những lời khích lệ của tuyến trên, từ công ty, từ những người có kinh nghiệm đi trước, thì bản thân em phải bắt buộc phải tăng trưởng năng lực.
Cho nên hôm nay gửi gắm đến tất cả nhà phân phối của chúng ta trên cả nước là gì? Là khi chúng ta đã xác định được con đường, khi chúng ta đã xác định được cái sự nghiệp, được một cái tương lai tươi sáng, thì bản thân chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Và bản thân em lo là không cho bất kỳ một cái vấn đề nào nó tác động đến cái việc mà em thực hiện cái quá trình xây dựng doanh nghiệp này. Thì đấy chính là cái mà em muốn gửi gắm cả nhà mình, là chúng ta bắt buộc phải tăng trưởng về năng lực của bản thân. Thì đó là con đường mà giúp chúng ta có thể quay lại cái nhịp sống, cái nhịp sinh hoạt và cái nhịp để xây dựng doanh nghiệp điều may. Em xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hồ Thị Cẩm Loan rất là nhiều. Thì qua phần chia sẻ và câu trả lời của chị thì em Tú có đưa ra được một cái kết luận như này. Tức là chúng ta cần phải có một cái năng lượng thật tốt. Và khi chúng ta có một cái nguồn năng lượng thật tốt thì chúng ta sẽ truyền được những cái nguồn năng lượng tích cực sang đồng đội của mình, đúng không chị? Và một lần nữa xin cảm ơn chị Hồ Thị Cẩm Loan rất là nhiều. Và kính thưa tất cả các anh chị nhà phân phối của New May, thì qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, với những cái nội dung mà các anh chị chúng ta đã được nghe, thì phần nào đó chúng ta đã hiểu được những cái lợi ích khi chúng ta mua hàng chính hãng từ hệ thống nhà phân phối mới của công ty. Chúng ta đã hiểu được những cái tác hại khi chúng ta mua phải hàng bán phá giá, đúng không ạ? Và về phía bản thân công ty cũng nhìn nhận được những cái góc nhìn từ nhà phân phối khi muốn công ty làm trong sạch thị trường. Và nhân tiện ngồi đây thì em xin phép được hỏi anh Xuân, thì với trên cương vị là một người đã từng hoạt động cùng với cả New May một khoảng thời gian cũng rất là dài rồi, vậy thì anh có những cái đề xuất nào để công ty có thể cải thiện hơn trong cái việc là làm trong sạch thị trường và để tạo ra được một cái môi sinh phát triển cho toàn bộ nhà hệ thống, cho toàn bộ hệ thống nhà phân phối của New May toàn quốc? Xin kính mời anh. Xin cảm ơn MC với câu hỏi rất là hay. Thực ra đây cũng là cái lỗi nòng của phần lớn nhà phân phối. Với góc độ là một nhà phân phối thì tôi có một vài cái đề xuất được gửi đến ban giám đốc công ty cũng như là phía công ty. Thứ nhất là chúng ta cần tăng cường hơn nữa cái công tác truyền thông, giáo dục về hoạt động giá trong hoạt động bán hàng của chúng ta. Và chúng ta coi cái giá nó như là một cái phần quy tắc đạo đức trong kinh doanh của công ty chúng ta. Cái việc thứ hai nữa là công ty đã và đang xử lý rất là nghiêm minh những cái người làm sai trong hoạt động bán hàng. Tuy nhiên rằng tôi mong muốn rằng cái việc xử lý này sẽ tiếp tục được diễn ra nghiêm minh hơn nữa. Và bên cạnh cái việc là xử lý những người làm sai, chúng ta sẽ tăng cường thêm những cái công tác như là tuyên dương, khích lệ những người làm đúng. Dạ. Và cái thứ ba mà tôi xin mạn phép được đề xuất đó là chúng ta sẽ tăng cường cái công tác thanh kiểm tra về giá ở dưới thị trường trong cái hoạt động bán hàng của nhà phân phối. Thực sự rất là cảm ơn những cái đề xuất của anh Xuân, và em tin rằng trên cương vị về phía công ty thì chắc chắn trong thời gian tới công ty sẽ có những cái biện pháp để hỗ trợ các nhà phân phối mới làm sao cho kinh doanh một cách thật là hiệu quả. Dạ vâng. Thì thưa tất cả anh chị nhà phân phối của New May, thời lượng của chương trình của buổi tối ngày hôm nay của chúng ta đến đây cũng gần kết thúc. Thì thực sự rất là cảm ơn sự đóng góp có mặt của ba vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay: luật sư Võ Đan Mạch, thủ lĩnh Bùi Văn Xuân và thủ lĩnh Hồ Thị Cẩm Loan. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị nhà phân phối mới chúng ta đã theo dõi chương trình ngay từ những phút ban đầu. Chúc tất cả các anh chị, chúc tất cả vị khách mời của chúng ta, chúc tất cả các anh chị nhà phân phối mới mà có một buổi tối thật là vui vẻ và có một cái cuối tháng thật là bùng nổ về mặt doanh số. Một lần nữa xin chào và tạm biệt mọi người.